Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm nay và ngày mai 16 tháng 7 năm 2023. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bạc Liêu, giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ nối với cơn bão số 1 Kalim hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông. Cơn bão này di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trên các vùng biển Nam Bộ. Trên cao áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu nhiều mây, trời nắng gián đoạn, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, sét đánh và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nên nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 6 có lúc cấp 7 và cấp 8, cấp 9, ngoài khơi sóng cao từ 2,5 đến 4 m, biển động. Dự báo thủy văn, mực nước tại gành hào cao nhất 1,55 m xuất hiện lúc 12 giờ ngày 16 tháng 7, thấp nhất âm 1,7 m xuất hiện lúc 19 giờ ngày 15 tháng 7. Mực nước tại Phước Long cao nhất 0,78 m xuất hiện lúc 18 giờ ngày 15 tháng 7. Thấp nhất 0,7 m xuất hiện lúc 5 giờ ngày 16 tháng 7. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.